Thưa quý vị, dịp cuối tuần tại Đà Nẵng, cái bể biển thường luôn đông du khách và người dân địa phương đến tắm biển vui chơi. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, văn minh điểm đến tại các bể biển du lịch luôn được quan tâm, qua đó góp phần tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi trải nghiệm các dịch vụ tại bãi biển Đà Nẵng. Vào dịp cuối tuần, các bể biển du lịch tại Đà Nẵng thường luôn đông khách. Dù vậy, các dịch vụ tại bãi biển như giữ xe, tắm nước ngọt, giải khát đều giữ mức giá như niêm yết, đảm bảo mỗi một người dân, du khách khi lựa chọn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên bãi biển cũng cảm thấy thoải mái, yên tâm. Cái dịch vụ giá cả rất là tốt, phải chăng, không có kiểu chặt chém. Trên dưới lần thứ 10, gia đình tôi đã đến với thành phố Đà Nẵng, được tận hưởng không khí biển Đà Nẵng. Gia đình tôi thấy rất là thoải mái và rất hài lòng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống các bãi biển du lịch Đà Nẵng trải dài tại nhiều địa phương như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, trong khi đó lực lượng làm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn lại mỏng. Tuy nhiên, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng nỗ lực cân đối, bố trí nhân lực nhằm đảm bảo công tác phục vụ khách. Hiện nay thì lực lượng của đội thì bố trí dọc hai tuyến biển, thì hiện nay cái tổ bên này gồm có 4 tổ thực hiện nhiệm vụ bên này và 1 tổ thực hiện bên tuyến biển thành đó. Cho nên là duy trì là 24/24 để đảm bảo thời gian trật tự cho người dân và du khách. Thì vào những giờ cao điểm thì đội đã tăng cường lực lượng cũng như là một số nhân viên là phải đem theo loa tai nữa để mà tuyên truyền nhắc nhở thêm cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn tại các bãi tắm được chia ca xuyên suốt các khung giờ cả cao điểm lẫn thấp điểm nhằm đảm bảo cho người dân du khách tắm biển an toàn. Thời gian đến, ngành du lịch thành phố tiếp tục nỗ lực tạo thêm nhiều điểm nhấn mới cho các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trong đó có việc đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ nhằm góp phần tạo thương hiệu bãi biển Đà Nẵng an toàn, văn minh, hấp dẫn.